Chào chị em và các bạn yêu bếp. Hôm nay mình cùng chị em và các bạn sẽ vào bếp làm món trứng cút nộn rang me. Nguyên liệu mình chuẩn bị: 50 quả trứng cút nộn, 100g lạc mình đã rang và sấy sạch vỏ, và một củ hành tím, một củ tỏi mình đã băm nhuyễn, và một nhánh gừng mình đã thái nhỏ, và một ít rau răm, bơ gồm có bơ lạc và me ở trong hộp, và gia vị thì còn gồm có đường, nước mắm, hạt tiêu, hạt lêm. Và bây giờ mình cùng chị em sẽ vào bếp để thực hiện cái món này nhé. Cái trứng cút này thì sau khi mua về thì mình đã rửa sạch sẽ rồi. Và bây giờ mình sẽ cho vào xoong để luộc. Và bây giờ mình sẽ cho 3 cái thìa canh me này vào cái bát, xong mình sẽ đổ nước nóng vào. Xong dầm nát ra, mình lấy cái dây nọc bỏ cái hạt này, mấy cái bã này đi. Còn mình lấy cái nước cốt ở dưới. Mình cho vào khoảng 1/2 bát con nước. Xong mình dầm nát ra. Cái me này sau khi cho nước nóng vào, dầm nát ra. Bây giờ mình sẽ cho lên trên cái này để nọc. Trứng sau khi luộc xong, mình đã bóc xong rồi đây. Và bây giờ mình sẽ vào bếp để chế biến cái món cút lộn rang me này. Bây giờ mình sẽ đặt chảo lên trên bếp. Khi chảo nóng thì mình sẽ cho một chút dầu ăn và chảo để mình rán sơ qua cái trứng này lên. Rán sơ qua xong rồi mình lại đổ ra đĩa hoặc bát. Cho dầu vừa phải thôi, không cần phải cho nhiều cả nhé. Đây là sau khi dầu đã mái lên, mình sẽ cho trứng vào. Đây, sau khi cho dầu thì chị em mình sẽ cầm cái chảo nắp như thế này. Và bây giờ nó đã xém cái quả trứng vào rồi thì mình sẽ cho ra đĩa. Bây giờ mình đặt chảo lên bếp, mình cho vào khoảng một thìa dầu ăn để mình phi cái hành tỏi lên cho nó thơm lên. Đổ cái bát nước me này vào. Tiếp đến mình sẽ cho 2 thìa đường. Đường này tùy theo. Nếu chị em mình nào mà không thích ăn nhiều đường thì có thể cho bớt đi. Còn nếu là chị em mình thích ăn nhiều thì sẽ cho tăng lên. Đây mình sẽ cho 2 thìa.
Rồi mình sẽ cho vào một thìa nước mắm. Cho vào một thìa, tầm khoảng một thìa cà phê hạt lên thôi. Mình sẽ mình cũng cho tương ớt thì cũng tùy theo, chị em mình ăn nhiều thì cho nhiều lên, còn mình cũng cho khoảng 2 thìa cà phê tương ớt và một thìa ăn phở tương ớt chị em nhé. Sau khi cho cái này thì chị em mình sẽ nêm nếm cho nó vừa miệng, nếu mà nhạt thì lại cho thêm mặn, còn nếu mà vừa rồi thì thôi. Và cái đun này khi nước nó sền sệt thì mình sẽ cho trứng vào. Sau khi cái nước hỗn hợp này nó đã đặc sệt như này thì mình sẽ cho trứng cút vào. Mình sẽ lắc, cầm cái chảo này mình lắc này. Đấy, mình đun để cho nó nấm đều vào là được. Sau khi mình đổ trứng vào và mình đun được 4 phút rồi thì bây giờ trứng đã ngấm gia vị, mình tắt bếp, mình cho ra để thưởng thức. Hành phi à. Hành phi đây mình đã phi sẵn ở trong đó rất là đẹp. Vậy là mình đã hoàn thành xong món trứng cút nộn rang me chua ngọt cay cay rất là ngon chị em ạ. Mùi thơm thì rất là hấp dẫn và ăn thì rất là ngon. Có gừng, có dừa bào sợi, có hành phi, có nạc giang bày lên trông rất là hấp dẫn. Chúc các bạn và chị em yêu bếp thành công và ngon miệng với món trứng cút nộn xào me chua ngọt này nhé. Chào chị em và các bạn. Hẹn gặp lại chị em và các bạn vào những video tiếp theo.